khác thì cũng bắt buộc phải chia tay được, không thiếu lý do cả. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá, ông chia tay Ngọc đúng không, hay là chưa chia tay đi, ông ở Việt Nam đúng không, Ngọc ở nước ngoài, nếu mà Ngọc đi làm đúng không, đi làm cùng nơi với một người nào đấy hay đi học cùng, thế xong gặp nhau quan tâm nhau thì nó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy. Thì chắc chắn là sẽ có cảm nắng xong đến lúc là dẫn đến thì thích nhau, thích rồi. Sau đến là yêu, thế xong là cái người ở xa này thì sẽ là người thiệt thòi. Đúng, như kiểu mình không quan tâm với em ý nhưng mà lại có một người khác đến quan tâm thì người con gái mà hay rung động về những người đàn ông kiểu là quan tâm gọi em lắm. Nói chung là tôi cũng thế thôi. Bây giờ tôi nói chung tôi nhiều lần tôi nhìn những cái sở tốt cả những cái ảnh mà em ấy đăng lên là tôi đã thấy khó chịu rồi. Chứ đừng nói đấy, nhưng mà bây giờ tôi cả em ấy là chả là cái gì của nhau là cả, nên là cũng không có quyền để nói. Bây giờ là không có quyền để quan tâm nhá. Bây giờ là làm sao lo được cho chuyện mình quyền nha. Mà bây giờ làm sao để bố mẹ em ấy đồng ý cơ. Chứ không bảo là bây giờ là đi nước ngoài cũng phải bỏ ra một số tiền nó không phải nhỏ. Bố mẹ có đồng ý hay không, thực sự là nó có rất là nhiều vấn đề. Có thể là mình kiểu trong một lát mình bảo là cái chuyện này giải quyết được chỉ tiền hay thế này thế kia, nhưng mà nó còn nhiều hệ lụy liên quan đấy. Nói chung là bây giờ cũng chả biết là làm nào, bây giờ chỉ có là em làm nào để cho em giúp xu ở nhà được thì Tuyền nó mới hết buồn được. Từ tối giờ bảo chuẩn bị quay clip thì bắt đầu lại dẫn đến cái chuyện này, nó nói chuyện từ tối giờ cơm không ăn đấy, nên đây ngồi uống nước cùng anh em nó lại ra ngoài ngồi nói chuyện nước đây. Đấy, gọi ra vấn đề im luôn. Ai, chả biết làm nào, nói chung mình là người trải qua rồi nên là mình cũng không muốn là thằng Tuyền nó trải qua nữa. Cả tem này hết chuyện này đến chuyện kia. Thế đấy, trước chiến này trên tay Thảo đây, nếu mà không gần nhau thì chắc giờ là ấy rồi đúng không? Là xa nhau hẳn luôn rồi. Phải với người khác rồi. Hả? Mày đấy, mọi người cứ bảo là anh em mình giết hay là cố tình là tạo ra cái gì để cho anh em mình ấy. Nhưng mà mọi người phải trong hoàn cảnh của anh em mình mọi người mới biết. Bây giờ bảo lúc ấy tôi không làm video thì anh Huân cả Huân và anh Sơn và Tuyền cũng lo cho mình, cũng bảo là bây giờ không ra video thì nói chung là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kênh nên là bắt buộc là phải làm giúp mình. Nhưng mà giúp thì cũng không bao giờ giúp mãi được vì Huân còn có kênh của Huân, anh Sơn cũng có của anh ấy, làm sao giúp mãi được cho mình. Thì bây giờ lại đến Tuyền thì bây giờ một mình cũng không thể đảm nhiệm được cái kênh này thì vẫn may là cũng may là có anh em ở đây nên là cũng vẫn cố gắng để ra video cho anh em xem. Chắc là thời gian tới này thì Tuyền là sẽ không ra được video để cho mọi người xem, bao giờ ổn định trong cái này tới mới ra video cho mọi người xem được. Thì bây giờ nó đang ngồi kia ra cho mọi người xem nó nhỉ. Đang cho tất cả anh em và các bạn biết là mày đang hiện tại đang như nào. Thế vừa gọi cho Diễm bố mẹ bảo nhỉ? Bây giờ tao biết là mày đang buồn nhỉ vì tao cũng thằng trải qua rồi. Bao nhiêu anh em bây giờ chỉ biết là động viên cho mày thôi, cũng không biết phải làm nhỉ. Nhưng mà mày cứ buồn mãi nhỉ, cũng chả làm được cái gì cả. Tao cũng khuyên hết người này người nọ rồi, tao cũng buồn lắm. Mày quay mày đăng lên bọn nó cũng nghĩ là diễn cả thôi. Mày quay làm cái gì? Bây giờ tao chỉ biết là tao làm những cái gì gọi là đời sống của mày cả cho anh, để cho anh em biết. Và tao không cần là ai phải tin, mày không? Ai tin thì ai tin thì người đấy tin, còn ai không tin người ấy không tin. Cũng kệ thôi. Bây giờ chuyện xảy ra bây giờ tao có thể cho mày có thể cho xem mày đang cuồng gọi tin nhắn không? Đây. Đấy mọi người không tin đấy. Tại sao nói chuyện bao nhiêu lâu, 10 phút là vừa tắt à? Đấy, nếu mà người không tin thì tí cho xem tin nhắn luôn. Người thật việc thật. Bao nhiêu anh em hiện tại đang ngồi đây buồn này, đi uống nước để gọi là giải trí để giúp Tuyền nó vui, nhưng mà lên mà nó cứ buồn đứng ngồi như này. Thế bây giờ mày nói đi, bảo bố mẹ Diễm bảo nhỉ? Chuyện này chuyện riêng tôi không nói được. Mày cứ nói hơi to đi. Mày cứ nói những cái gì gọi là một biết ý một tí thôi. Đại khái là như nào, chuyện như nào, nói đi. Chốt là vẫn bắt đi. Nói chung là vẫn bắt đi á. Thế bây giờ không làm cách nào để xem mà lại được à? Thôi cố gắng đi. Cái gì rồi nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Bao nhiêu anh em bây giờ ngồi đây cũng nhà vì chuyện của mày bây giờ không làm được. Hết chuyện của tao với Ngọc, đến Huân với Chứ,
Nhưng mà Huân với Bóng là cũng xong rồi. Bây giờ chỉ còn mày thôi, bây giờ lại đến mày. Thật sự là tao trải qua rồi, tao không muốn là mày trải qua như thế đâu. Như vậy tao không biết là phải làm cái nào để giúp cho mày cả Diễm có thể ở lại với nhau. Thế mẹ bố, nói chung là vừa gọi bố mẹ Diễm đúng không? Bố mẹ Diễm bảo chắc chắn là phải đi, cho dù bất cứ cái gì cũng phải đi đúng không? Thế mày cũng muốn bỏ YouTube để sang Nhật với em yêu? Thật bây giờ mẹ hết tao mày cậu Huân thì bây giờ mẹ mày lại như ngày một mình tao, không mà tao làm được YouTube. Kênh của anh em mình bây giờ là nó khán giả quen là hai người rồi. Bây giờ đăng clip này thì chỉ có một mình tao này, không thấy mặt mày đâu. Bây giờ mày phải cố gắng mày làm kênh chứ. Vì bây giờ mày cứ ngồi buồn mày nói chuyện ngày em ý như này cũng chả được cái gì cả. Thì thôi bây giờ chỉ biết là tin tưởng nhau, chờ đợi nhau 3 năm, 5 năm thôi. Chỉ cần Diễm chung tình với mày và mày chung tình chờ Diễm là được. Sao mà đừng nói. Tao đang cố gắng làm những gì để cho mày vui đấy. Đây các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang cho mọi người xem hiện tại hoàn cảnh của Tuyền, đang tình trạng của Tuyền đang như nào. Thì các bạn, mình không cần các bạn phải tin. Mình chỉ biết là làm cho các bạn xem các bạn ấy rồi đấy. Thì hiện tại em Diễm Xu đang khóc thì Tuyền bảo em ý nhìn đây. Tuyền có thể rút tay nghe ra không? Rút tay nghe ra. Bật loa đi. Chị mọi người xem Diễm đang khóc. Không thể nào đấy. Mọi người xem Diễm không. Nín. Mẹ ăn uống Diễm đi. Con này nói hộ người câu ăn uống Diễm. Thôi em ơi đừng khóc đấy. Em ơi, cái gì rồi cũng có cách giải quyết của nó mà. Cái gì rồi nó sẽ giải quyết được thôi, không phải khóc. Bây giờ là hai đứa bình tĩnh giải quyết. Chứ đâu còn có đó. Bây giờ làm sao để nói cho bố mẹ hiểu thôi. Nói chung là Diễm ơi, anh nói này, trường hợp xấu mà em có phải đi ấy, thì thôi, nếu mà chỉ cần là em chờ đợi được Tuyền và Tuyền chờ đợi được em thì chắc chắn là vẫn về bên nhau được. Thì coi như là thời gian 5 năm là mình thử thách để xem được mình có yêu nhau thật lòng hay không. Đấy còn là một thử thách thôi, em cứ coi như là một thử thách đi. Giống anh cả Ngọc cũng thế thôi, nếu mà sau 5 năm Ngọc về mà anh có thể chờ Ngọc và Ngọc có thể chờ anh, thì chắc chắn là anh sẽ quay lại với Ngọc. Nên là thôi em đừng buồn nhé, Tuyền cố gắng đi. Nhưng mà thằng Tuyền nó vô cùng buồn. Thôi Diễm ơi. Thôi em ơi đừng khóc nữa em ơi. Em càng khóc em càng làm Tuyền nó buồn đấy. Em khóc em chỉ làm cho Tuyền nó càng thêm buồn, càng thêm lán thôi. Ok thôi mọi người, thôi chắc mình phải dừng clip đây. Nếu mà qua clip này mọi người xem, mọi người có thể là tạo ra động lực để cho Tuyền tiếp tục làm clip mọi người nhé. Thì mình chỉ cần là các bạn comment một dòng comment để an ủi Tuyền và Diễm, để giúp cho hai người có thể yêu nhau, chờ đợi nhau trong thời gian Tuyền Diễm đi nước ngoài mọi người nhé. Ok, bye bye mọi người nhé.